him, man. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay lại game huyền thoại của mình. Cái game mình rất là thích đó là The Pixie. Game này thì mình cũng chơi cũng rất là lâu rồi. Hôm nay mình mượn được một con ạc của một fan của mình là bạn Lê Quốc Thịnh. Ok, bạn ấy cũng có kênh YouTube nick rất là ghê, và lát nữa mình sẽ giới thiệu kênh giúp cho bạn, để ai đam mê CF thì cũng subscribe ủng hộ cho bạn nhé nha. Bây giờ mình chơi cho đã. Rồi, ok, cái gì vậy? Mình có thấy người đó sai sai. Hôm nay mình sẽ săn dâm và top đang 10 kill. Cũng lâu lắm rồi mình chưa bắn lại cho nên có gì gà bắp thì ok, hay lắm. Có gì gà thì anh em thông cảm nha. Úi xôi ui, vậy gì đây? Đúng là phế thải rồi. Anh em làm gì thế? Làm gì thế? Làm gì thế? Chạy đâu? Đi đâu sau? Rồi ok, 4 kill so với 16. Anh em bắn gì phê thế? Anh bắn với. Cảm ơn em, một em. Trời, em này chạy nhanh thế. Rồi chết la luôn. Không sao, à, có cấp chúa mà. Đang ngại gì mà không lên. Úi sợ. Anh cho em xả hết băng đạn chưa chết anh nữa chứ đừng nói là bắn. 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 Rồi ông nội này làm gì đây? Làm cái gì đây? Làm cái gì đây? Đào giáp cho người ta ăn trời. Rồi ông nội này bị dính gì lên rồi. Ô ô, anh em bị đa máy. Trời. Xịt được cái thành công. Có hát. Rồi ông hát đâu, nó bị ấp lắc cái hát gì. Anh em không biết gì cả, nó bị dính cái nó chứ có gì đâu mà hát. Wow, không số hả? Rồi mình tưởng nó bay xuống nhá. Lên đi anh em. Anh em sao phải xoắn nha. Đó. Đó. Đó và chết luôn. Rồi ok, bạn nào có đam mê CF thì phải ủng hộ clip này cho mình thật là mạnh lên. Nãy giờ mình chưa bắn được gì à. Hôm nay mình chơi team B Ghetto và cái lục là cái lục VIP này. Các bạn xem nó thay đạo nè. Đó. Cũng như là chúng ta mài hàng cái viên đạn bé luôn. Rất là phê. 9 kill so với 24 kill. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng lấy top. Te ơi là te. Ui trời, dùm đồng quá rồi. Đừng làm như vậy. Hay lắm, giết tao đi. Te được chết chứ mình là ôi. Bức xúc thế. Dài này. Ui trời ơi, đam lên phê thế. Mình thấy con te gần đây. Trời ơi, đông thế. Này thì nấp này. Úi trời trời. Getting good. Ủa top luôn rồi. Úi, mình đã làm gì đâu, top rồi trải. Mấy băng vài viên à, hết cây súng lậm rồi sao, cho mình viên cây súng nồng, nó ít có nhẹ. Rồi mình xin bó tay cho anh em. Pha đó là mình có tiếng xin chài cũng không thể chạy được đâu. Nổi xin nồng ai chơi. Rồi 30 kill mình đã top. Cố gắng săn nhiệt hơn miếng này anh em. Nãy giùm rất là đông, săn rất là phê luôn. Nhưng mà nó hơi nhanh so với bình thường. Nhanh quá mình cũng không kịp trở tay luôn á. Nè. Ôi trời ơi, thoải mái đi. Trời ơi, đổi làm gì. Ok. Rồi, không làm dâm là ok rồi. Như vậy là te đã phát hiện ra mục tiêu và nó đã dí mình rồi. Giờ mình sẽ bắn nó chết ngắt. Ui sụt, te này nhảy nhót kìa thế. Vô đây. Chúng ta cùng solo. Ui vậy. Coi. Cứ bình tĩnh nào. Sao phải nóng thế. Trời, sao phải nóng thế. Tao vừa cứu mày đấy. Đấy.
double kill, gà này chơi lén mình sẽ bị multi kill. Đây 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 đây, cover. Chúng ta đang ở trong ngôi nhà thật là thân thương và dân nó sẽ thấy chúng ta. Ô, ông nội này ông nhảy nhót băng đường. Ủa, nhảy nhót này, trời ông, mày ra đây. Mày ra đây. Sợ liền. Mình liều mạng là có thật. Liều mạng là có thật. Cover giờ chết. Thôi thay em đi. Trời ơi, đồng thế. Có đâu có cần đồng gì đâu. Bình tĩnh đi. Cứ bình tĩnh mà chơi anh em ơi. Đàn bắn hay các bạn ơi. Anh điên top nhì 50 kill rồi kìa, dễ quá. Anh nhớ anh ấy làm hero luôn rồi. Rồi, anh ấy làm hero nhưng mà anh ấy bị cào do sự ngu người của anh ấy rồi. Mà cái giáp mất luôn cả tự tin và sức sống luôn rồi. Rồi hero này, hai hero này quyết định thẩm du ở đây. Giờ mình sẽ chơi liều với nó luôn. À, một thanh niên rớt rồi. Ngu hả mày. Được hai kia. Các bạn xem clip nhớ like, share, subscribe hỏi mình nữa nha. Để mình nhanh chóng được 10.000 subscribe. Tiếp tục. Mình đang bắn khá là phê. Nhưng mà dâm nó rất là biết grip mình nên mình chết. Ok, cũng lâu rồi mình không chơi lại cho nên bắn nó hay trật đạn. Mình mà bỏ lâu là trật là khó bắn khó lắm. Ui xạo quá. Ai không làm dâm là vui rồi. Không còn gì lời gì để diễn tả cái sự vui sướng của mình khi mình không làm dâm. Con te để làm, trời sao dâm biến nhanh vậy. Mình đã làm cái gì đâu. Rồi ông nội te này ông muốn rip mình thiệt rồi. Ui. Tên đi quyết định tha cho mình để đi bắt cái kia. Rồi, con này dí mình rất ghê. Và cái kết của tên đi dí. Đây. Ăn đi. What? Yes. What? Tên đi trôn mình sau lưng à. Trời. Ok, vẫn chưa mất top. Sao đời vậy? Mình cảm thấy mình đã gà rồi mà mấy thanh niên kia còn gà hơn nữa, không lấy top được của mình rồi. Đúng thật là chơi bời kỳ lạ vậy. Sợ nhảy nhót em. What? Ở sao mình lấy mid mà nó lại đưa tới được vậy? Rồi ok. Ok. Em xinh thế em. Chuẩn thôi. Đây là dùm biêu nó xuất hiện nhiều lắm. Hay lắm, mình vừa nói xong là mình đã làm dùm. Trời ơi, thân ngon. Đây, em này làm gì ở đây? Em này em xếp bình sập xong em ngồi như một vị thần. Ui, mình cao sạch sữa đó mà. Chạy đi đâu em? Mà còn chưa chết luôn kìa. Lấy ghê luôn kìa. Chào mấy em. Chào mấy em. Em xinh đẹp hồi nãy. Thôi em xinh đẹp ghê quá. Ôi. Cào được một em. Tóc nhì vẫn chưa bị cào à. Đây hả? Phải tên đó không? Đúng rồi. 67, 68. Rồi, lấy top mình rồi đó. Mình xin chấp nhận số phận. Qua đi anh em ơi. Qua đi. Rồi, qua của mình qua sao qua. Lên đi anh em ơi. Lên đi. Rồi, hay lắm em ơi. Sợ có 4k thôi, để dành đi. Hắc, vài ca hắc. Mình làm gì mà hắc. Tên này bị cào sao kêu hắc. Rồi, tên này bị kích rồi. Mình không biết là tại sao tên này bị kích. Mình không làm gì mà nó kêu mình hắc. Mà nó đang kích mình. Làm gì anh em? Làm gì nhạc thế? Ờ? Làm gì mà nhạc thế? Chơi là không nhát. Cao. Hay lắm. Quyết định là không thành hero để nhận lấy một cái chết đau thương hơn. Này thì hero này. Này 4 kill. Thôi mình 4 kill. Mình sẽ cướp top lại.
Mình chết xong chửi một câu rất ghê. Vucker. Vucker có nghĩa là gì? Anh em hãy phiên dịch giúp mình từ Vucker. Ui sao người ta như vậy nhục lục luôn à. Thì tụi tao có lục hả mày? Cho mày mất súng luôn. Rồi anh em quyết định đã mất súng. What? Dùm hoài ấy. Mình đã bắn được gì đâu. Mình thật sự là mình chưa bắn được gì luôn á. Rồi ok, anh em nào bắn mình ghê ấy. Anh em này cầm 3Z đúng không? Hả? Chào em. Chào em yêu. Chào em yêu. Chào em yêu. Trời ơi là trời, chóng mặt quá đây em ơi. Mình cảm giác không sự chóng mặt không hề nhẹ. Rồi thanh niên quyết định là qua cover cho thằng này phải. Nhảy xuống đây em ơi. Em cầm cái lục đó thì em làm gì được anh. Em cầm cái lục đó em làm gì được anh. Bên kia đầu quá. Mình đi bắt lẻ. Chắc sau đây cũng có vài người chứ. Ui, sao te xa la rồi. Trời ơi trời, nó lắc như hụt luôn. Không qua gì à. Tập trung cho đây hết rồi sao. Vậy thì mình hồi máu cái đã. Top 105 kill rồi, ghê thiệt. Mình nghĩ là mình nên chơi nghiêm túc thôi để mình lấy top chứ nó không là bị mất top nhục lắm. Ui thanh niên cào xong hết rồi. Ok tới được âm. Anh sẽ lên chiến với mấy chú. Vô. Vô 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 vô. Vô 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 vô. Một em, hai em. Trời ơi thơm ngon. Quá là thơm ngon. Còn 100 máu thì sao á, không phải đáo. Mình không được tin được luôn. Ok. Ui cái gì á? Phi tiêu à? Phi tiêu ghê đấy. Lấy 8 thôi nha anh các bạn. Bây giờ mình làm dâm hơi nhiều cho nên bắn không bắt được. Rồi ok, không làm dâm rồi. Vui rồi. À, thanh niên này đơ máy, thanh niên này đơ máy. Đơ máy thì chúng ta... Ui. Ui. Tôi nhìn lợi dụng thời cơ ghê thiệt chứ. Cày vai. Ok, thằng chó thời dụng thời cơ này nhắc nó. Rồi cho nên đơ máy vẫn tiếp tục đơ máy. Rồi mình tha hồ mà bắn. Tha hồ mà bắn. Rồi tha hồ bắn xong chết ngắt luôn. Lợi hại quá. Cái thằng cờ hó này dám lấy top của mình. Thích lấy top không? Cây vai. Đâu rồi, nó đâu rồi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi. Mình quyết tâm phải giết cho được cái thanh niên đó mới được. Đấy, chà, bên này cận chiến à. What? Rồi, thanh niên làm chùm thiên hạ rồi. Mày tưởng mày like. Cận chiến nè. Ghê quá, 137 kill luôn rồi. Trời ơi, anh em đâu, cái gì vậy, anh em ơi, là anh em chơi gì kỳ vậy. Ây chà, mày hết đạn rồi thì chết đi. Trời ơi, anh em ơi, anh em không làm gì được nó. Hơn mình quá nhiều kill luôn rồi. Cay thiệt chứ. Tôi sẽ lấy lại top. Tôi sẽ lấy lại top. Kha kha kha. À, ông nội tè ông đơ đi chứ. Quá bạn ơi. Xin mời. Này xin mời. Thanh niên tên nhân vật là sao sao. Ba 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 sao sao. Lên TV. Bạn được lên TV. Yeah. Vai thanh niên chơi kaka lại với mình nữa chứ. À chú được lắm, anh bắn anh lấy top lại nè. Ok. Đây chú khá lắm, chú thích drone anh à, anh sẽ lấy top. Rồi, vậy là dâm đã xuất hiện rồi. À, ai ném mấy cái quả này khó chịu trời. Ông nội kia ông bắn nhiệt tình vậy. Dâm lên đến nơi, động còn đứng ông bắn.
Đây lắm tay ơi, ở dưới tao đi. Rồi xong tôi. Thế mà chưa chết nhỉ. Mình không được tin được là mình không chết luôn á. Hay lắm bạn ơi, tay cái rất căng. Rất căng. Gà nó sẽ đi đường tà chăng? Đây nè, đường này nè, xong đi. Trời ơi, anh em không biết đi một đường tà gì cả. Thế thì mình sống rồi. Thế thì mình sống rồi. Ôi xài, em làm gì? Em làm gì ở khu vực của anh? Em thích làm gì? Lên đây, anh xin mời. Không ai lên đi. Mình mời mà không ai lên hết là sao nhỉ? Ôi xài ơi, anh mời em ra đi dí anh luôn á. Anh nói thiệt với em là anh mời em luôn. Ủa đâu vậy? Anh đang lũi lẹ vậy? Này thì gặp nháy này. Quái, quái, quái. Rồi, 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 rồi. Mình chết và mình đem cười. Hay lắm. Sao chết vậy? Đi cao chết. À, đau tim. Lên cơn đau tim. Chết. Tôi có gì đây? Tôi có phần. À, đừng giết tôi. Tôi sẽ không giết ông. Lâu lâu chơi gặp mấy anh em nói chuyện vui các bạn. Ai biết đâu. What the fuck. Mình không tin được. KS hài vãi. Mình không tin luôn á. Cậu thấy cậu đại chết luôn. Được tắt nhé. Đất này của bạn hình như là Lê Quốc Thịnh, mình không nhớ nhầm thì Lê Quốc Thịnh thì phải. Rồi ok, không làm dâm là nó thiệt chứ các bạn, mình mà không làm dâm là mình vui sướng trong người lắm luôn á. Cover cho hai thanh niên này đi. Thanh niên nó đã trốn rồi. Đá già anh te. Chào anh te. Lâu lắm rồi không gặp lại anh te. À, thanh niên kia ngấu đá. Lao vào con te như một vị thần. Rồi ok, con trên kia đã xuất hiện và nó có bồ cao. Nên là đơ máy rồi, hay chưa chết là phải. Ớt, gì vậy? Rồi mình không tin được là mình chết luôn. Rồi đừng rip. Đừng rip bạn ấy, tội nghiệp bạn ấy. Chúng ta sẽ mò từ từ và giết. Ở đâu rồi? Nên chưa lẹ vậy. Chào chào. Một đấm, hai đấm chết luôn. Rồi mình lên đây nha. Ôi trời ơi, bay sát. Hay lắm, hay lắm, hay hay lắm, hay lắm, giết nó, giết nó, giết, 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 giết. Sao lúc nào mình cũng được 2k đó nhỉ? Trời ông nội chơi 180 kiểu ghê. Thôi, kiểu này sao trời. F12, cái top à, anh đi nào xấu thế. Cái top, phải, cây, anh đi cây à. Mình còn chưa kích đây mà dám kích top à. Chạy trong cái top đực cơ mờ. 6 phiếu thôi, không gian được đâu. Fan ở trong đây rồi. 138 với 180 là một cái sự bạn ơi, sự cách biệt nó quá lớn. Rồi bạn ấy làm dùm rồi. Đây là cơ hội để mình lên kill. Đây là cơ hội lớn để mình lên kill nha các bạn. Úi trời ơi, thơm, thơm, thơm. Thay em đi. Mày là cái gì mà đã giết tao? Ơ, à, ông nổi chứ. Chào em. Chào em. Kinh vồn. Vào đây, tất cả nhà vào đây. Anh cầm cả thế giới. Đạn mày ơi. Trời ơi te ơi, chào te. Anh chờ đã cái giây phút anh trả thù chú lâu lắm rồi mà anh chưa làm được, bây giờ mới làm được. Chào em. Quay quay bảy nha. Chờ vậy là không đẹp nha.
Anh vừa thấy con Jim đâu đây? Anh ấy đây rồi. Chào em. Trời ơi, thế mà vẫn chưa lấy top được nhỉ? Ghê thật. À, vậy là Jim Bill đã ra rất đông rồi. Và cả te nữa, rất đông. Jim rất nguy hiểm luôn. Đâu hết rồi, làm gì mà nấp hết vậy? Ra đi chứ. 178 so với 186 à. Ai xin lỗi bạn top nhưng mà mình phải lấy top thôi. Hay lắm bạn ơi, bạn cào rất nhiệt tình, bây giờ mình sẽ giết giúp bạn. Ok, ok. Đây, anh đây. Trời ơi, 4 kill là có thật. Hết đạn luôn rồi. Ồ, vậy, vậy, vậy. Còn mấy giây thay em đi. Trời ơi, top luôn. Hết giờ. Yeah. Cặp nhau có bao nhiêu đâu mà 4 kill chứ mấy. Mình đã vươn lên từ 100 mấy. Ăn top 2 thôi. À cầu. Hay lắm, không làm Jim Bill mà thấy vui sướng trong người đó các bạn. Này, tè đây, cứ để anh lo tè cho. Các bạn cứ bắn cover thôi được rồi. Hết đạn. Hết đạn rồi, lúc giờ cao điểm ghê. Đây, anh Tơ đã bị mù mắt rồi. Mình bắn anh Niên như vậy, anh Niên không hề hay biết luôn mà. Có đủ quá tưởng người. Nhưng giống người vai. Thích lừa đảo không? Thích lừa đảo không? Đây, anh cover cho. Chúng ta nên cẩn thận sau lưng. Đừng để cái chết đến chúng ta rồi chúng ta mới phát hiện ra thì quá muộn màng rồi. Quái. Quái. Gì ghê vậy? Niên này cứ thích làm sợ. Ủa tên Niên này nữa. Trời ơi sau lưng nè. Ôi thôi xong rồi. À bình thường hùng hăng thiệt chứ. Đừng 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 đừng. Ôi giời ơi trình gì đòi với anh. Ủa quái. Cảm giác thật là phê nhưng mà Tân Niên không thấy mình. Chạy thôi. Vào đây. Rồi y tá vào luôn rồi. Ô, có cần phải dậy không? Bom đó ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi.